xin chào cả nhà. Em lại lên sóng con máy rửa bát phục vụ các bác. Giờ này về rất là nhiều máy rửa bát đẹp, giá thành thì cũng hợp lý. Các bác nào có nhu cầu thì các bác ủng hộ bên em nhé. Tất cả các máy rửa bát bên em ủng bảo hành mọi chức năng trong vòng 1 năm, để lỗi đổi mới trong 1 tháng đầu tiên. Như thường thì bảo để lỗi thì gần như tỷ lệ bằng 0 ạ, không có lỗi. Đấy, rất là ít luôn trong thời gian sử dụng. Một con TR9 cực đẹp. Các bác mua hàng thì liên hệ cho em theo số điện thoại và Zalo này nhé. Có 2 kênh YouTube em đang sử dụng, kênh dưới kênh này. Địa chỉ thì em ở Đông Anh, Hà Nội, ship hàng toàn quốc. Đấy. Cái chiếc TR9 này thì phải nói là đẹp mỹ mãn, mặt mũi sáng, đẹp, mã số 7 ạ. Lưng tôn thành vách, mọi thứ chuẩn chỉ, đẹp sáng long lanh, cành đào đời 2017, đời cao, đời cuối cùng của dòng máy rửa bát. Người Nhật thì họ dùng máy rửa bát từ những cái năm ơ kìa rồi, như những cái con này, các con 2003 này, họ dùng từ những năm trước đấy rất là lâu rồi, tức là đi trước Việt Nam mình mấy chục năm. Bây giờ thì người Việt mình cũng đã được dùng máy rửa bát rất là nhiều, nó cũng thông dụng như những cái máy giặt thôi. 20-30 năm trước, bác nào nhà có một cái máy giặt thì nó khủng khiếp lắm, nhưng bây giờ thì nó quá là bình thường, ngày ai cũng có, ở trọ hay sinh viên đều có hết. Đấy. Thì máy rửa bát bây giờ em bán cũng rất là nhiều, nó phổ cập. Bây giờ gọi là đang phổ cập máy rửa bát các bạn. Ăn cơm xong thì các bác chỉ còn xếp bát vào thôi. Đặc biệt là nó không cần phải dùng hóa chất tẩy rửa gì. Đấy. Không phải dùng đến các cái xà phòng ăn vào cơ thể độc hại. Con người càng ngày càng văn minh mà, cho nên là tiến tới những cái nó tốt cho sức khỏe. Con này cái series máy của nó em nhìn qua khe này là 2386 các bác nhé. Đời 2017, lưng tôn thành phách rất đẹp này. Đấy. Mặt mũi đẹp. Tính năng thì máy rửa bát Nhật em giới thiệu quá là nhiều rồi. Cho nên là series máy các bác đọc ở đây nhé. Econavi tiết kiệm điện này, hẹn giờ này, 4 giờ sau bắt đầu rửa. Thời gian sấy 30 phút này, ấn thêm phát nữa thì lại cộng giữ khô bát đũa này. Sấy 45 giữ khô, cứ lần lượt như vậy. Còn đây là thông gió trong để nó đỡ mùi. Tắt sấy thì các bác bấm hết đèn đi thôi. Chế độ em để tiêu chuẩn và nước nóng 80 độ cho các bác sẵn rồi. Rửa mạnh này, rửa nhanh, nhẹ các thứ. Có chế độ sấy riêng biệt, tức là chỉ sấy nó không rửa. Đấy, nhưng mà các bác muốn chỉ sấy thôi, mình bấm lần lượt. Đấy, nó chạy đến... À đây, bấm tắt đèn rửa nó chạy đến cái sấy thì mình sấy thôi. Đấy, nhìn ạ. Thời gian sấy mình có thể đặt 60, 45, 30 tùy. Đèn báo sấy này các bác này. Đấy. Rất dễ dùng nhé, bấm bật nguồn và bấm vàng là rửa thôi ạ. Đấy, rất là dễ dùng thôi. Máy Nhật thì nó thiết kế cái chiều ngang con nào cũng là 55 phân, chiều cao thì con này là 65 ạ. Các bác mua thì các bác lưu ý cái chiều cao, cái khu đẩy máy nhà mình 65 phân, chiều dày của máy là 35. Máy có thể sử dụng cho 6-8 người ăn, xếp được 12 cái bát con, mỗi hàng là 6 cái là 12 cái ạ. Đấy, 12 các bác con nhé. Chỗ này các bác xếp 6 cốc. Nếu các bác muốn xếp đĩa ở đây cao lên thì mình bỏ cái này ra, vứt đi, bỏ ra, còn lại lắp lại. Đấy, đây là xếp đĩa. Đây là bát, à đĩa đũa thìa. Đây là bát ô tô, bát nhỡ song nhỏ, bát tay phun, khay để bột rửa, khay rác rửa xong rồi. Song chỉ này bảo hành cho các bác chọn đời nhé, không bao hỏng. Trừ khi dán nhấm hay là cái gì đó thì nó mới sách thôi, chứ còn độ mềm của nó thì nó là vĩnh viễn, bảo hành trọn đời. Đấy. Các bác mà mua máy rửa bát nơi khác mà cần tư vấn gì thì em cũng vẫn hỗ trợ nhé. Đấy, cũng có lúc thì bận nó không hỗ trợ được đâu ạ, nhưng có lúc thì lại bây giờ rảnh thì hỗ trợ được các bác. Con em bán 5,2 triệu, và đặc biệt là đang có chương trình khuyến mại trong cái đợt này. Tặng kèm một voucher giảm giá cho cái đơn hàng tiếp theo 500.000. Đấy, những cái mặt hàng các bác được mua giảm giá đây ạ. Đấy, các bác có thể cho tặng hay không em vẫn chấp nhận hết. Ai mua hoặc là người nhà mua cho tặng thì em vẫn chấp nhận, ok nhé. Đấy, giá thì em bán đúng giá 5,2 triệu. Đấy, bên cạnh là một con TR8 cũng đẹp như con TR9 bên này là 4,8 triệu các bác nhé. Đấy, các bác có nhu cầu alo. Chào các bác.